Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Alo, Hà Nội đâu ạ? Alo, đây ạ, em đây ạ. Vâng, chào bạn, câu hỏi của bạn là gì? Em một lần kiểu đã bị đổ vỡ gia đình rồi ấy. Em năm nay 47 tuổi. Rồi. Mà đợt đầu là em cũng không có ý định là đi bước nữa. Nhưng mà vì cái hoàn cảnh em bây giờ là gia đình bên nhà đẻ, nghĩa là vợ chồng bỏ nhau, nghĩa nhà đẻ bây giờ là bố mẹ không còn ai, nghĩa là rồi bây giờ không trông cậy được ai ấy. Rồi là mọi người các thứ cũng bảo là thôi em tìm xem ai yêu thương thì là đi bước nữa. Rồi thì em hơn một năm qua thì em cũng đã gặp cái anh này, thì mới đầu thì anh cũng gọi là thương yêu chăm sóc, nhưng về sau này càng ngày cái vấn đề của anh có nhiều cái nó rắc rối, cho nên là em đang băn khoăn, em cũng bảo em không biết em nên làm như thế nào, em muốn hỏi kiến anh Đinh Đoàn ạ. Bạn 47 tuổi và bố mẹ thì đã không còn nữa rồi đúng không? Vâng. Và bạn nói là không nhờ vả được ai, thế tức sức khỏe của bạn có vấn đề à? Không, nghĩa là em sức khỏe em thì vẫn bình thường, nhưng mà nghĩa là em nói là 47 tuổi thì đã có con với người chồng đã ly hôn chưa? Dạ em có 2 cháu rồi. À, 2 cháu ở với ai? 2 cháu đều ở với bố ạ. À, tại sao lại mẹ lại không nuôi? Mản em không có nhà cửa. Nghĩa là em ý là em nói là bố mẹ mất, nghĩa là bây giờ em không có chỗ về, em phải đi thuê ở trọ ấy. Thế à, rồi, đúng không? Nhà cửa của bố mẹ thì chắc là dành cho các con trai rồi đúng không? Vâng. Anh ta, bạn có nói là anh ta có cái vấn đề khó khăn gì đó, thế trục trặc là lý do gì vậy? Không, nói chung là anh ấy nhiều cái vấn đề nó có thể từ cái hồi mà chưa gặp em ấy, anh ấy cũng một đời cũng vợ chồng cũng bỏ nhau ấy. Rồi. Một tới đợt 10 năm qua thì nói chung là anh ấy cũng gặp gỡ quan hệ toàn những người nó kiểu nó không được hẳn hoi ấy, toàn chơi những cái người kiểu người ta không lăng nhăng ấy. Rồi, tóm lại là bây giờ là gặp mình thì là mình không lăng nhăng, thì đâm ra là cảm thấy là có cái vấn đề là anh ta chưa thấy xứng đáng với mình lắm đúng không? Vâng, nghĩa là cái mối quan hệ. Anh ta thì bao nhiêu tuổi? Dạ. Anh ý thì bao nhiêu tuổi? Anh ý hơn em 2 tuổi ạ. À, 49 đúng không? Vâng. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng. Rồi xin chào bạn. Xin chào. Vâng, em chào anh ạ. Thế hiện nay thì là mình một mình ở nhà thuê hả? Vâng ạ. Thế rồi các cháu lớn, ban nãy nói lớn là nó bao nhiêu rồi, 20 mấy rồi, lấy vợ lấy chồng chưa? Cháu lớn chưa, cháu lớn là con trai, cháu năm nay mới 20, còn cháu bé 18 á. Thế hả? Thế bố chúng nó đã đi lấy vợ chưa? Dạ bố cháu chưa. Thế hả? Này, cái hồi mà chia tay là thôi nói chuyện cũ thì cũng nói lại để mình cũng suy nghĩ cho nó ấy thôi. Hồi ấy là mình kiên quyết đòi chia tay hay là ông ấy đòi ly hôn mình? Dạ, anh ấy ạ. Thế hả? Vâng. Có lý do chính đáng gì không? Anh ấy bồ bịch lăng nhăng hay anh nói hết yêu thương hay là có cái gì mà đến nỗi hai vợ chồng rồi con cũng lớn rồi, xong bây giờ lại mình lại chia tay để mình ra đi với hai bàn tay trắng, bây giờ không con, không nhà cửa, không nơi nương tựa, thật sự ra một cái hoàn cảnh tương đối là éo le. Lý do gì thế? Nói chung là cái chuyện cũ của em thì nó rất dài nhé, nói là cái sơ qua thôi. Thì là mới ngày đầu em mới gặp cái chồng cũ ấy. Thì là anh em cũng không biết là anh ấy có yêu em thật lòng hay không, thì em cũng không biết. Thì là nghĩa là cái đợt tí bọn em cũng yêu nhau thì nghĩa là em có bầu ấy. Thì là anh ấy lại kiểu anh từ chối, anh không muốn lấy, anh cứ bảo em là phải bỏ đi đấy. Nhưng mà em bảo là em không bỏ, nhưng ngày xưa là cái thời năm 99 đấy thì là cái việc bỏ thai là đã hạn. Cái vấn đề là sợ bị mang tiếng là không có chồng mà chừa đấy. Rồi, cho nên là cứ cố để mà có cuộc hôn nhân, mặc dù là anh ấy không thiết tha mình lắm đúng không? Chính vì vậy nó cũng là cái nguyên nhân mà dẫn tới là cứ sống với nhau nhưng mà nó không được hạnh phúc đúng không? Ngay từ ban đầu đúng. Nó không phải xuất phát từ yêu đương mà chỉ vì chót có thai trước, và phía mình thì mong muốn là phải có đám cưới để mình cũng đỡ mang tai mang tiếng. Đấy thì thôi được rồi, chuyện ấy không nói lại nữa. Bây giờ thì mình làm ăn gì để sống? Dịp Covid này có đi làm ăn gì không? Dịp Covid này nghỉ, em đi làm công ty vì công ty nó cho nghỉ thì em ở nhà. Chết, thế thì trước đi làm công ty lương khá không? Tháng được 7 triệu, 8 triệu không? Nói chung là em chỉ được, ở công ty em chỉ được có 6 triệu, 7 triệu thôi. Thế xong lại thuê nhà hết bao nhiêu rồi? Thuê nhà của em đây là hết 2,5 triệu ạ. Vất vả nhỉ? Thế xong rồi là mấy tháng nay nghỉ rồi thì không nghĩ đến làm cái gì nữa hả? Buôn bán cái gì đấy, bán rau, bán quả, trái cây gì hay bán hàng online, có nghĩ đến cái việc ấy không? Em vẫn đi làm thêm, kể cả ngày trước em làm công ty nhưng em vẫn kiểu như là làm ca ấy, em vẫn là đi làm theo ở ngoài giờ, lúc là có giờ là trống em vẫn làm giúp việc theo giờ ấy ạ. Tức là bây giờ thì mình vẫn duy trì được cái công việc làm, mặc dù nghỉ công ty nhưng vẫn có công việc và cuộc sống thì vẫn tạm đúng không? Vâng ạ. Nói chung là mất mấy năm là vợ chồng bỏ nhau thì em ra đi hai bàn tay trắng, em không lấy gì. Em để lại cho con em hết thì là mất một năm đầu thì em vất vả, em khó khăn. Rồi hoàn cảnh của mình thật sự ra thế này này, đúng là mình bây giờ thì thân cô thế cô, bố mẹ thì già mất rồi, anh em thì kiến già nhất phận, về phía chồng con thì như vậy. Thế nhưng mà anh nghĩ rằng là cái việc của mình không phải là tìm một người đàn ông để nương tựa. Đến cái tuổi này và mình cũng biết rồi đấy, những cái người đàn ông nếu có đến với mình thì cũng không phải là những người tìm may lắm mới được một người tử tế, còn thì cũng đấy, không đổ vỡ thì cũng lăng nhăng rồi, người thì đầy các loại tật xấu, rượu chè cờ bạc lô đề, gật gà gật gừ, làm ăn cũng chẳng ra gì. Mình là một cái người đang cần một nơi nương tựa, lại cuối cùng lại tựa vào một cái cọc mục thì cuối cùng cái cọc nó gãy thì mình cũng lại đổ. Cho nên việc đầu tiên bây giờ mình đặt cái mục tiêu là nếu sau này nếu may mắn mà gặp được một người thật sự xứng đáng, tử tế, đáng tin cậy thì mình mới đi bước nữa. Còn không thì mình cũng đã từng có chồng, con mình cũng lớn, bây giờ nó còn chưa độc lập, tự lập, nhưng mà một thời gian nữa các cháu nó học hành lên, nó có vợ có chồng rồi, nó quan tâm đến bà, lúc ấy bà ngoại đi bế cháu, bà nội lại đem thằng cu ra đây tao bế cho. Thế nhưng mà mình bây giờ mình có 40 mấy, trên tập trung làm ăn, giữ gìn sức khỏe, đừng có nghĩ rằng là phải tìm ông nào đấy để mà nương tựa ngay. Nếu như có một ai đó người ta quý hóa, quan tâm mình, chia sẻ một chút thì cứ làm bạn đi, thích thì cứ đến đây mà chơi, rồi người ta quan tâm, người ta cho mớ rau thì nhặt mớ rau, người ta bảo rằng là bên nhà anh còn có con gà mang về thịt thì thì gà thì thịt. Nhưng mà cũng đừng có nghĩ rằng lúc nào phải đám cưới, ở đây là cái chỗ nương tựa suốt đời. Đấy, như mình thấy không, một năm vừa rồi ấy, làm quen với cái anh này, nào là trước đây thì chắc cũng cuộc sống gia đình thế nào đó cũng đã đổ vỡ rồi, anh ấy cũng bao nhiêu năm anh cũng chả lấy được ai cho nó tử tế. Như mình nói là cặp hết chỗ nọ chỗ kia, những cái đối tượng nó không ra gì thì người ta không, bảo nó là ngày trước anh đi chơi bời ấy, thì là anh ấy cũng chơi những cái người kiểu như người ta gái, người ta đi làm tiền ấy. Thì người ta bảo rằng là gió ở tầng nào thì gặp mây ở tầng ấy, anh ấy thì chắc cũng phải làm sao thì cũng chỉ gặp được cái đối tượng thế thôi, chứ gặp làm sao được hoa hậu, đúng không? Thế cho nên là như cái đợt ý là em chưa biết, thế về sau là anh ấy cũng có nói là có một đứa con của cái chị còn... mà nghĩa là người ta cứ lăng nhăng ấy. Rồi. Tức là ngoài cái cuộc hôn nhân chính thức đã ly hôn, anh lại còn có con với một cái cô lăng nhăng nữa, xong rồi còn với những cô khác thì mình cũng chưa biết kết quả, đúng không? Tóm lại đây không phải là cái chỗ để mình hy vọng trong đời, đặc biệt là hoàn cảnh của mình. Một lần nữa đổ vỡ thôi thì hết đời luôn. Cho nên là giữ gìn sức khỏe, làm ăn cho nó sướng. Thế rồi vui vẻ chia sẻ với anh chị em, nếu trong công ty có vui với ai, thân với ai thì kết bạn giao lưu cho nó đỡ buồn. Đấy, và đặc biệt thì cố gắng là còn sức khỏe thì chịu khó làm ăn, kiếm được 10 thì ăn 7, ăn 6 thôi, còn cất đi giữ để phòng thân. Bởi vì một mình bây giờ chỉ trời mà bắt tội, chỉ cần ốm một ngày, 2 ngày, một tuần thôi thì mọi thứ là trở nên cực kỳ khó khăn. Cho nên cái thân của mình thì mình lo trước nhá. Thế rồi còn thì yên tâm, các cháu bây giờ nó còn chưa độc lập được, nó phải phụ thuộc vào bố, cho nên là nó cũng chưa quan tâm được đến mình. Nhưng rồi mình mà cứ ở vậy, mình chịu khó đi làm, năm 7 năm nữa khi các cháu nó trưởng thành, nó có đời sống riêng, thấy bà ngoại, bà thấy mẹ vẫn chẳng lấy ai, không đi bước nữa, vẫn chịu khó làm ăn. Bây giờ không những thuê được nhà mà lại còn thuê được cửa hàng, buổi tối lại buổi sáng thì bán xôi, buổi trưa thì lại còn bán bánh mì pate, buổi tối lại bán thêm lạc luộc chẳng hạn, hay là ốc nướng, ví dụ như thế, thì nó thấy rằng ôi bà vẫn còn rất là gì, các cháu nó sẽ quan tâm. Còn mình mà cứ đi quan hệ với đủ các loại, hoặc là những cái ông mà nó không ra làm sao, các cháu sau này nó cũng muốn quan tâm mình, nó ngại, vì lúc ấy mẹ lại đi với cái chú ấy hay cái ông ấy. Vợ chồng em bỏ nhau được 4 năm rồi nhưng mà em cũng không quen ai, có mỗi cái anh này, nhưng mà đợt vừa rồi cái đợt mới quen anh ấy được nửa năm ấy thì là cũng đã có nhà, anh ấy cũng đã đến, nghĩa là đến gia đình nói chuyện, có cành cau nói chuyện rồi ấy. Đấy, nhưng xong về sau càng ngày em lại càng thấy anh ấy kiểu như anh không chịu làm ăn ấy. Cho nên là mình đừng vì một cái cành cau mà rồi mình lại phải cứ bằng đã chót cành cau. Nhiều người lấy nhau đến 20 năm, 25 năm, con cái lớn xúc lớn xích rồi mà khi người ta thấy không còn chấp nhận được nữa cũng còn chia tay cơ mà. Cho nên là khi mình thấy là mình bước xuống đường, mình thấy con đường này nó dẫn đến một con đường tối tăm lắm thì dừng lại. Mình không phải cố gắng làm cái gì cả. Nhất là trong cái dịp Covid này cũng hạn chế mà cứ đi với ông lại cứ đi hết cho cô nọ cô kia, xong là ông ấy rước bệnh tật để cho mình thì cũng chết nhá. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia tấm lòng Đinh Đoàn. Hy vọng bạn sẽ giải quyết được cái vấn đề khó khăn lúc này của mình.